Hey, hello, xin chào tất cả mọi người và tiếp tục trong trận đấu này mình sẽ chơi vị tướng Gidu với bộ trang phục rất mát mẻ giữa cái mùa đông này, đó là tịch bay biển. Lạnh vãi chưởng chơi cái bộ trang phục này cho gọi là cho bất tử luôn. Khi mà vị tướng Gidu bây giờ là đấu trường mùa đông, à đâu, lễ hội mùa đông chứ. Đấy, lễ hội mùa đông thì vị tướng này không còn được sử dụng nhiều. Thật ra thì không hiểu tại sao luôn nhưng mà bây giờ anh em không thấy chơi với Gidu nữa và mình quay trở lại với Gidu này. Trong trận đấu này team mình có Laurel, có Gidu, có Teonat và Paina, cuối cùng là Nakroth. Đối phương thì có Alice, Zil, Slim và Senial, tiếp đến là Wonder Woman. Đấy, một đội hình thì xem nào. Cái này thì chỉ cần bảo kê xạ thủ Teonat này, Đà Lạt Thiên Sứ, Laurel. Đấy, thế là hạnh phúc rồi. Khi mà đối phương có đỡ đòn khá là kinh khủng. Ui, có ba trợ thủ luôn. Wonder Woman này, Senial này, Alice này. Uầy, phải thật, nếu mà muốn kết thúc trận đấu này một cách dễ dàng và dễ thở hơn thì trong trận đấu này thì mình phải bắt được Thỏ Slim với Zeal. Chỉ cần bắt được thôi là ba thanh niên kia tự phế rồi. Tại vì là Wonder Woman này, với cả là Alice nữa thì chỉ là trợ thủ thôi, bảo kê thôi. Đấy, chỉ cần ok, và trong trận đấu này thì mình khá là khó chịu với Pena nha, hồi máu liên tọi và cũng như là không có một chút hóa giải khống chế nào. Với Gidu này thì quá là tuyệt vời rồi. Ok, ông vua hoàng kim hôm nay thì không phải vua hoàng kim nữa, bây giờ mình sẽ đi tắm biển này, sẽ đi tắm biển nha anh em. Pena đóng cho mình hai cái dây chuyền luôn, vãi thật. Ok vậy rồi mình sẽ cố gắng tập trung từ đầu nha. Pena đang bức xúc với thanh niên Nakroth vì vừa vào game một phát thì hơi bị bức xúc với mình. Nakroth hơi bức xúc với mình bởi là tại thấy mình chơi Gidu, thế nên là thanh niên hơi bức xúc một chút, quên mất là mình không quay cái phần đấy cho anh em xem, hoặc là toàn bảo là nói mình nói phét. Thế là mình thích thì mình chơi Gidu thôi, liên quan gì đâu. Xong rồi Paina đây là được cái Paina ping mình ở là ping mình lên bênh chứ, bênh 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 đấy. Còn kia còn Nakroth thì không biết trình độ như nào, thật sự thì cứ đánh mà thể hiện thôi, chứ còn ai chơi con nào thì kệ thôi. Thật ra thì đội hình cũng khá quan trọng, nhưng mà nếu mà đánh danh cao này thì anh em mang tướng tủ thì cũng tốt hơn. Đấy, cứ tướng tủ mà chơi cho mình, chứ còn đội hình thì cũng quan trọng lắm. Nhưng mà thường thường cái đội hình ấy mà anh em chơi theo đội hình mà anh em như có két tướng thì cũng là vứt đi thôi. Thế nên là cố gắng nếu mà leo danh thì mang hết tướng tủ nào. Lên bảng đây, chết rồi, bộc phá rồi, hay quá. Tăng kill TTG Trang đó. Hiện tại thì đánh cùng cái cô nàng Trang trong cái clan TTG gọi là kéo ranh. Mình thì mình không dám mà nói là kéo ranh đâu. Là đánh cho vui thôi. Ok, và khá là nhiều, lúc mình mới đăng clip khá là nhiều anh em xin Facebook chứ. Trời ạ. Khổ quá, cứ thấy gái là anh em hám lên cơ. Tạ lắm anh em đừng có chơi. Đừng có đánh làm gì. Ok, bây giờ mình đấy. Khá đơn giản thôi. Bây giờ thì hai mạng rồi, ngon lành chưa? Bây giờ cứ cố gắng cho đối phương nản luôn từ đầu. Rồi, đường giữa không có ai, vắng nhà thì mình lại đi gọi thăm thôi. Đấy, ăn trộm mất ba con lính rồi lại trở về thôi. Đẩy lính cao lên và mình được kinh nghiệm này, đỡ phí kinh nghiệm đúng không? Bây giờ quay trở lại với cái đường kinh công này là mình lại hít được một số kinh nghiệm này nữa thì hơn level của quân đội của mình rồi. Đấy, được chưa? Và bây giờ con rồng nữa, chuẩn bị con rồng thì mình hạ cục rồi. Con rồng đầu tiên nào, cố lên anh em ơi, sắp lên level rồi. Hiện tại thì nếu anh em quay thường cái khả năng lên cấp độ như thế này thì một sai lầm nha, lên cấp độ hơn đối phương thì đấy là một cái lợi thế vô cùng lớn luôn rồi. Vẫn còn né được chiêu cuối luôn, dạ ma. Khó hiểu thật, quá mỗi chị em mình ở đây thôi sao mà sử dụng được chiêu cuối làm gì chị ơi. Khổ quá, chị cứ nóng tính, có phải siêu nhân đâu mà. Mình có phải siêu nhân đâu, con Woman này thì... Ơi, thì nhầm, biết rồi. Thật ra thì nha. Thật ra thì vừa xong Ryu ganh một phát sử dụng chiêu cuối của con Woman thì có vẻ tuyệt vời hơn không? Đấy, tráng này. Rồi, anh em cố gắng. Ơi, Samuel kìa, thôi té đi. Thôi, mình phải đảm bảo kê cho Laurel thôi. Cố lên anh ơi, có làm tráng, chạy đi chị ơi. Thôi, chạy, nhanh còn kịp. Rồi, bảo toàn tính mạng thành công với 4 người ganh vãi cả Thỏ Slim luôn. Choáng này. Rồi có gì thì vào đây, vào hết đây nào. Rồi thôi vẫn bị dính choáng kìa. Đã chạy hết tơi rồi vẫn còn bị dính choáng luôn. Đen thật. Đấy nha Zil này Zil.
Gidu hiện tại bây giờ thì đã được chỉnh sửa đi khá nhiều vì giảm sức mạnh ở cái lễ hội mùa đông này. Anh em đã biết thì cái thời đại xạ thủ thì cái thời đại xạ thủ ấy, Gidu anh em sử dụng cái chiêu thứ hai mà lên full ghép bắn tôi một nửa cây pháp sư với kiểu sát thủ ấy, những cái vị tướng xạ thủ ấy thì đấy, như vậy là gọi là lỗi sát thương phép nha đối với Gidu. Đấy là cái thời đại trước thôi, thời đại xạ thủ. Còn bây giờ đến lễ hội mùa đông rồi thì cái lượng sát thương không như thế nữa, nào chán này. Rồi, việc còn lại của Nakoroth rất ngon lành nha, thấy chưa? Đừng có mà chửi nhau làm cái gì cả, cứ lặng lẽ mà đánh thôi. Đấy, nói chung thì ai cũng lớn hết rồi, đừng có thể hiện như mình là xỉu nhi nữa. Cố gắng đánh trong cái combo 3 thì em cố gắng đừng có kiểu là tỏ ra tên đấy soi xỉu nhi nữa. Cố gắng mà đánh thôi, đừng có chửi nhau làm gì cả. Thật ra thì nhiều trận mình không phải là đối tượng bị mấy thanh niên chỉ trích, nhưng mà thật ra thì mình hay tắt cái trò chuyện đi để có thể là đánh tập trung đánh hơn, chứ còn kệ chả quan tâm ai nói gì đâu. Rồi bắn này thôi không trúng luôn kìa, trời ạ. Lỗi quá, nghiệp dư quá. Thôi đánh Gidu thì cũng không được nhiều, thế nên là nghiệp dư thế nào anh em thông cảm cho mình nha. Rồi chạy đâu em ơi. Rồi uầy, đồng thế từ mình gạt mỗi là Alice cái chiêu cuối Alice thôi, mình lao vào mình sử dụng chiêu cuối kiểu gì mình cũng bị mất luôn. Thế nên là cứ từ đợi cơ hội choáng này. Rồi cứ cấu gì ở đây anh ơi. À rồi, máu nhá. Đây nha, mình ơi, từ đây nha, mình ra sử dụng chiêu cuối này đấy, và hết đây em ơi. Thôi xạ thủ nằm xuống rồi, tôi hết sạch mana luôn kìa. Về trang bị vị tướng Gidu mùa này thì anh em cố gắng xem mấy clip mình sẽ để lại trang bị vị tướng Gidu với game nha anh em ơi. Chứ còn trong game mình sẽ cố gắng tập trung chơi là chính thôi. Rồi đó, đây, ui ôi Nakoroth ơi. Dụ được cả cái chiêu cuối của Samiel vào máu thật. Quẩy cái trận này khá là nhàm nhá anh em ơi. Phút thứ 5, phút thứ 6 rồi mới có hai bên mới có 5 mạng xảy ra thôi. Team mình ăn 3 thì team đối phương mới ăn 2. Đấy, một trận đấu mình đã nói là bây giờ mà cứ anh em lên danh cao thì xem. Hầu như là cái mạng hạ gục bây giờ còn không cao như trước nữa, mà bây giờ thì tập trung combat về cuối thôi. Chứ còn nếu mà nói về cái mạng ăn nhiều thì chắc là danh bạch kim, danh kim cương kéo phải ăn đến 30 mạng, 40 mạng gì đó. Rồi không có ai đây, mình sẽ xin luôn cái trụ này này, này solo tebo luôn, rồi trụ nổ luôn. Rồi nếu mà so về lợi thế thì hai bên mạng thì chênh lệch một chút thôi, mà team mình hơn. Ôi thôi nhờ, lại chiêu cuối xịt rồi. Đây nha, bắt tỏ stream. Đây, có hai màng đây, bộc phá thôi. Phát đấy bộc phá xịt đi. Nào, này thì thỏ này. Team mình hơn về rất là nhiều trụ và rồng nữa rồi, thế nên là cái lượng vàng anh em thấy là chênh lệch cũng như là farm rất tích cực. Mặc dù là cái điểm hạ gục không chênh lệch cho lắm, nhưng mà đã thấy rõ về cái lợi thế khi mà hai team này rồi anh em. Rồi, cái gì đây, hỗ trợ nào. Ôi hay quá nhở. Này chiêu cuối này, dính 3 người luôn này. Ôi thôi, mất sự chiêu cuối rồi. Đen thật. Công nhận là cái vòng tròn của Gidu với vòng tròn của Paina hợp nhau vãi. Mình làm tráng một phát thôi là Paina sử dụng chiêu cuối đấy thì thôi, giảm giáp đối phương cực kỳ là mạnh luôn nhá. Đây, đúng rồi. Rồi, cứ cướp đi, trở thành cướp biển nào. Rồi lên bảng mày. À vẫn còn chạy được lên bảng, tiếp tục luôn. Rồi. Khổ quá, cái trận này kiểu nhàm nhàm làm sao ấy, ăn được mỗi tị mạng, mỗi một tị mạng thôi. Giao tranh cũng khá là nhiều nhưng hai bên đánh khá là cẩn thận. Và được cái team mình có Paina không phải biến về nhiều, mình hết sạch mana mình mới phải biến về thôi, chứ còn đồng đội của mình thì có Paina cứ đi cạnh Paina gọi là cái cái bình máu di động rồi. Paina được gọi là cái bình máu di động. Ok, mình đã lên được gươm tận thế rồi. Kết hợp nội tạng của Gidu thì cái gươm tận thế này sẽ giúp anh em tăng khá là nhiều sức mạnh nha. Tiếp tục bây giờ mình sẽ lên cái vương miện Hammock nữa. Rồi đây cái gì này, cái Chanel làm cái gì đây. Thiên Nga gây cánh, thanh niên này đang bay lên tại chỗ rồi, em bay lên bảng. Quả đấy chuẩn là Thiên Nga gây cánh, không còn xác, không còn sai ở đâu được nữa. Vì là đang bay một phát mình làm tráng một phát rồi thôi, gãy luôn cánh rồi còn gì nữa. Này, tráng này. Rồi tại thì cũng chưa lên nhiều pháp nên là cấu rỉa cũng chưa được mạnh. Mình đã cộng mắc cái chiêu thứ hai để cấu rỉa nhanh rồi mà
Với cả đau rồi mà cũng chưa thấy gì cả. Rồi. Đối phương rõ là trâu bò sao mà cứ phải ôm trụ đi nhở. Ok xin luôn cái trụ nào nha mày. Có xạ thủ teo nát mà. Đứng ngoài cấu diện thì thôi rồi Lượm ơi, thôi lại bị choáng. Ok, nát cái trụ bây giờ chỉ cần kiếm một cái Xeniao. Rồi, hoài chấm luôn thanh niên này, sử dụng chiêu cuối phát đấy combat thì sử dụng hợp lý hơn. Ê, ê, giao tranh, giao tranh, giao tranh rồi. Rồi, gạt thế mỗi lần sử dụng chiêu cuối cả. Rồi, này chiêu cuối này. Diêu ơi, Diêu bị giữ chân rồi em ơi. Em ơi, rồi lên bảng, thơm. Tiếp tục nào. Wonder Woman chạy đâu em ơi. Choáng mày. Ok và sẽ kết thúc trận đấu tại đây. Hiện tại là team mình đã hơn đối phương khá là nhiều. Một trận đấu khá là nhàn. Ở phút thứ 10 hai bên mới có 13 mạng xảy ra thôi. Đấy. Hầu như là giao tranh cũng nhiều chứ, đầu game giao tranh cũng nhiều chứ. Rồi ok. Nhưng mà trong trận đấu này team mình bảo kê xạ thủ rất tốt. Đấy, có Pena, có Guidu thì xạ thủ tha hồ bắn thôi. Ok và các trang bị cho vị tướng Guidu, anh em cố gắng xem hết clip này, mình sẽ để lại ở dưới cuối clip nha. Rồi, MVP đó là Pena, trời ơi. Thanh niên không chết mạng nào, không ăn mạng nào mà hỗ trợ hẳn 8 mạng luôn. Bá đạo thật. Đây, trang bị cho vị tướng Guido nhờ. Pháp sư Guido. Guido đây. Ok, Phượng Hoàng Lệ này. Giày hậu vệ này. Gươm tận thế này. Vương mẹ Hamex này. Triệu hỗn mang và mặt nạ Paris. Đây là các trang bị cho vị tướng Guido. Có giảm thời gian hồi chiêu khá là mạnh cho vị tướng này nha. Cảm ơn người đã theo dõi video của mình và luôn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và để lại một bình luận bên dưới. Yêu tất cả mọi người, lên chiều, bye bye.